Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phương Lộc. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục vào bếp để làm một món ăn mới mà Phương rất là tâm đắc, đó là món bánh bột lọc Huế. Thì ở đây chúng ta gồm có các nguyên liệu như sau. Thứ nhất đó là bột năng 200g bột năng. Thứ hai đó là 100g tôm tép tươi. 100g thịt ba chỉ sắt sợi. Cho thấy không? Các bạn sắt nhỏ nhỏ như thế này. Về gia vị thì chúng ta gồm có tỏi, thì ở đây Phương dùng tỏi cô đơn, thì một củ để Phương ướp hai gia vị và một củ để Phương làm nước mắm. Mình có hành hương, một số nơi gọi là hành tím. Và tiếp theo đó là gia vị, mình có đường, mình có hạt nêm cơ no, mình có muối và hạt tiêu. Ngoài ra thì mình có nước mắm, thì ở đây mình dùng nước mắm và hạt điều. Thì hạt điều này các bạn chỉ cần phi với lại là dầu ăn cho đến khi nó có màu, mình chắt lọc ra được như thế này là được. Thì hạt nước mắm ở đây thì mình xài nước mắm Khải Hoàn Phú Quốc với 43 độ đạm. Thì cái này tùy vào gia đình thôi, mỗi nhà các bạn có thể xài loại 30-35 độ đạm là được rồi. Phương thích cái vị đậm đặc của nó cho nên Phương xài 43 độ đạm ha. Và một muỗng canh dầu ăn. Và để làm được món này thì các bạn không thể thiếu đó là lá chuối. Đây, lá chuối Phương vừa cắt ngoài vườn, nó còn rất là tươi đó. Và hành tím, hành lá. Hành lá này thì để các bạn phi mỡ hành để rắc lên khi mà mình ăn ấy. Và chanh đường, chanh và ớt. Cái này thì mình để mình làm nước mắm các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào bếp cùng Phương nhé. Rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi ướp gia vị nhé. Ở đây mình sẽ cho 2 muỗng cà phê dầu ăn vào đây trước nè. 2 muỗng dầu ăn để cho thịt nó nhanh thấm gia vị ấy. Tiếp theo là mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối. Các bạn đừng có ướp mặn quá, tại vì chút nữa mình còn chấm nước mắm ấy. Cho nên là mình sẽ ướp vừa thôi. 1 muỗng cà phê đường, 1 xíu tiêu và 1 muỗng cà phê hạt nêm. Tiếp theo là mình sẽ cho 2 muỗng nhỏ nhỏ hạt điều. Cái này cho vào cho nó có màu rất là đẹp ấy các bạn. Và 1 muỗng nước mắm. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn cái này lên và mình để ướp khoảng tầm 10 đến 15 phút thì chúng ta sẽ đi xào. Thì làm nhân đó các bạn, làm nhân bánh cho nó ngon. Khi mà mình ướp như vậy ấy thì thịt nó sẽ thấm được, và khi mà mình nấu bánh ấy thì nó sẽ rất là ngon, thơm. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ cho thêm hành và tỏi vào. Tỏi mình sẽ cho vào đây, mình cắt đôi ra. Thì băm cũng được và giã cũng được các bạn. Mình sẽ cắt ra xong mình sẽ cho vào cái này. Sau đó mình chỉ cần ép nó vào là được. Sau đó mình sẽ băm tỏi, băm hành. Hành này mình cũng sẽ làm tương tự. Không cần băm nó không lười băm. Các bạn ép như thế này thì hành và tỏi nó sẽ ra được cả nước ấy. Thì cho nên là nó sẽ thấm vào tôm và thịt kỹ hơn. Rồi, các bạn sẽ đợi. Bây giờ chúng ta sẽ đi khuấy bột cho các bạn nhé. Đây mình có 200g bột năng rồi. Và bây giờ mình sẽ cho 250ml nước lọc vào đây. Mình sẽ khuấy đều lên. Nãy mình quên đấy, mình cho nước vào từ từ thôi các bạn. Tại vì để mình khuấy cho nó đỡ bị vón cục ấy. Thì bây giờ các bạn cho vào rồi các bạn cứ khuấy thôi. Mình cho vào đây một xíu muối.
chút xíu 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 và dầu ăn. Sau đó mình quấy đều lên nhé. Này làm cho cái bột nó đậm đặc hơn đấy. Và chút nữa khi mà mình nấu bột đấy, nó sẽ không có bị dính vào cái chảo, vào cái nồi. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt trước, rồi sau đó mình sẽ nấu cái bột này. Còn lá chuối thì bây giờ chúng ta sẽ đun một nồi nước sôi như thế này và chúng ta bỏ vào, chúng ta luộc sơ qua để cho lá cho nó được mềm và dễ cuốn hơn. Nhiều bạn thì nói là phơi khô phơi héo héo ấy thì cách nào cũng được các bạn, nhưng mà mình luộc thì nó sẽ nhanh hơn. Thì mình đã cho vào đây một chút muối rồi cho lá nó xanh. Bây giờ mình luộc lá chuối nhá. Luộc xong thì các bạn sẽ đi rửa và lau khô và cắt ra những cái miếng mà nó vừa để gói bánh ấy. Nó đã sôi rồi. Chết trời. Luộc khoảng 1 phút thôi các bạn. Cái này cho nó mềm, cho nó gói, cho nó đỡ bị vỡ lá, nó bị rách lá. Các bạn trộn đều. Thêm tí nữa. Các bạn thấy mềm không giòn nữa thì các bạn có thể vớt ra được nha các bạn. Không cần phải luộc chín đâu. Tắt bếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi xào thịt. Trước hết là Phương sẽ cho cái phần dầu hạt điều còn lại vào cái chợ vào cái nồi như thế này. Và sau đó thì Phương sẽ cho hành băm. Chúng ta phi cho hành vàng ra cho nó thơm lên. Thơm rồi. Sau đó mình sẽ cho thịt và tôm vào. Thơm quá các bạn. Đó, nhìn cái màu của thịt nó rất là ngon. Rồi thịt và tôm đã chín rồi đấy các bạn. Mùi rất là thơm. Bây giờ mình tắt bếp và mình sẽ đi nấu bột nhá. Sau đó mình sẽ gói để cho nó nguội. Sau đó mình sẽ gói. Thơm quá. Rồi, cực kỳ thơm lắm. Gia vị nó cũng vừa miệng nữa. Rồi các bạn, bây giờ là công đoạn nấu bột đấy. Các bạn bật bếp lên. Lúc đầu thì các bạn để lửa to nhá. Rồi các bạn cứ khuấy đều tay như vậy. Dùng đũa hoặc là muỗng khuấy đều tay như thế này. Đến lúc mà cái tay của bạn cảm thấy nặng nặng và cái bột nó hơi sánh sánh lại ấy, thì các bạn giảm nhỏ lửa xuống và khuấy đều. Tiếp tục khuấy đều nhá. Cái này mình cho dầu ăn vào cho nên là nó sẽ không có bị dính ấy. Chút nữa mình gói nó dễ hơn. Và khi mà các bạn hấp và các bạn lấy ra khỏi cái sừng ấy thì nó sẽ dễ lấy hơn, nó không có bị dính vào lá. Rồi bây giờ nó đã đặc đặc lại rồi, mình sẽ giảm nhỏ lửa lại. Cực kỳ nhỏ lại. Đó. Tiếp tục khuấy như vậy đến lúc mà nó sánh lại là được các bạn nhé.
Đó, nó bắt đầu nó sánh lại rồi. Các bạn cứ tiếp tục khuấy thôi. Cái này thì các bạn không cần phải nấu cho đến lúc mà nó trong lại đâu. Tại vì chút nữa mình còn hấp nó mà, cho nên là chỉ cần sánh lại là được các bạn. Sánh lại cho nó dễ gói là được các bạn. Đó. Sánh lại như vậy là gần được rồi đó. Tầm thêm 1-2 phút nữa là được rồi các bạn. Đó. Tùy vào gia đình các bạn thích nhào hay là các bạn thích nó đặc thì các bạn có thể là làm nhiều bột và ít bột hơn nhá. Đó. Nó như vậy là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi gói nhá. Mình tắt bếp. Thôi các bạn, lá chuối mà sau khi luộc và lau rửa sạch sẽ, lau khô thì mình sẽ được như thế này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi đi cắt cái lá chuối theo cái khuôn của cái bánh mà mình muốn gói các bạn nhá. Như các bạn thấy ấy, ở bên hai bên này đều là phấn. Mình lau nó không có ra các bạn, không phải là dơ đâu. Đây, lau hoài nó không có ra đâu. Cái này là phấn tự nhiên của cái bánh ấy, cho nên là các bạn không phải lo các bạn nhé. Thì khi mà mình gói thì mình sẽ dùng cái mặt dưới của cái lá chuối này. Đó, thì trước hết thì các bạn sẽ cắt cái phần cứng này đi. Mình sẽ cuộn tròn tròn lại như thế này. Sau đó các bạn dùng kéo cắt ở phía dưới này đi các bạn nhé. Khi mà mình gói nó không có bị cứng ấy. Đó, nó sẽ dễ hơn để gói rất là nhiều. Và sau khi mà mình cắt đi rồi ấy thì mình sẽ đo. Tùy về cái mức độ mà các bạn muốn cái bánh to hay bánh nhỏ thì các bạn sẽ đo như vậy. Ví dụ như các bạn muốn bánh nhỏ như thế này thì các bạn chỉ cần gấp hai đường như thế này là được. Chúng ta sẽ một bánh nè. Một bánh như thế này. Hai. Đó, chỉ cần gấp hai lần như vậy là các bạn sẽ có những cái các bạn xé ngay đây. Và các bạn cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết cái lá các bạn nhé. Thì chắc khoảng 5 cm cho một cái bánh ấy, 5 cm lá. Đó, những cái phần còn dư này ấy thì các bạn có thể sử dụng để làm dây cột nè, các bạn xé nhỏ ra để làm dây cột, chút nữa làm dây cột đấy. Hoặc là các bạn không cột thì các bạn có thể bỏ đi cũng được các bạn. Rồi, bây giờ là công đoạn gói bánh các bạn. Và lá chuối thì chúng ta sẽ đặt trên cái đĩa như thế này. Chúng ta nhớ là gói cái mặt sau của cái bánh nhé các bạn. Và sau đó là các bạn sẽ lấy một muỗng bột các bạn bỏ lên đây. Vì bột hồi nãy mình đã có bỏ dầu rồi ấy, cho nên các bạn khỏi lo, chút nữa là nó sẽ khó lấy nhá, nó dính vào lá nhá. Cái này các bạn không cần lo đâu. Nó sẽ dễ lấy thôi khi mà mình hấp lên ấy. Đó, thì cái bánh này các bạn dàn dàn ra khoảng cho nó dài dài ra một xíu. Không cần đẹp lắm đâu, tại vì khi mà mình hấp ấy thì bánh nó sẽ tự vào cái khuôn mà các bạn gói, cho nên là các bạn chỉ cần dàn dàn ra là được. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ lấy nhân bỏ vào. Một con tép nè, một con tôm. Sau đó một miếng thịt ở giữa và một con tôm ở phía dưới này. Gói lại thôi. Các bạn chỉ gấp một gấp như thế này. Sau đó các bạn gấp tiếp một gấp nữa. Đó, cái phần dư này các bạn có thể lấy bớt đi ha. Sau đó thì các bạn sẽ gấp lại và gói như gói bánh thôi. Tùy các bạn gói như thế nào cho nó đẹp là được rồi. Các bạn chỉ cần gói lại như thế này. Đó, như vậy là đẹp rồi các bạn. Thấy chưa? Chút nữa mình hấp lên ấy thì nó sẽ tự điều chỉnh cái hình thù trong đó cho nó đẹp hơn nha các bạn. Rồi các bạn cứ tiếp tục gói cho đến lúc hết bánh, hết lá và hết nhân thì thôi luôn nhé các bạn.
Các bạn ạ, bây giờ mình đã gói xong rồi. Đây là phần bánh mà mình đã gói. Nhìn rất là đẹp phải không các bạn? Nhìn cái phấn nó hơi 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 trắng trắng nhưng mà nó không có sao. Bây giờ mình sẽ cho ra cái sừng hấp và mình sẽ hấp nhé các bạn. Mình sẽ chép xuống cái dối này. Đó. Xong rồi các bạn, được 17 cái. Bây giờ mình sẽ đi hấp nhé. Rồi các bạn, bánh đã hấp được khoảng 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ coi nào. Wow, thơm quá. Nó nhìn rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là bánh đã chín chưa nhá. Nếu mà chưa chín ấy thì mình sẽ hấp thêm khoảng tầm 10 phút nữa. Thì mình sẽ lấy ra nhá. Rồi. Để lấy một cái ra xem nào nó đã chín chưa. Lật ra coi nó đã chín chưa nhá. Wow. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là ngon. Bánh đã trong như thế này có nghĩa là nó đã chín rồi đó các bạn. Thơm quá. Thơm cực kỳ thơm luôn. Thơm mùi bánh nè, rồi mùi nhân nè, rồi mùi lá chuối ấy. Nhớ cái mùi ở quê quá. Rồi bây giờ mình sẽ đi tắt bếp và mình sẽ làm nước mắm và trang trí và ăn nhé các bạn. Làm mỡ hành thì dễ lắm các bạn. Các bạn chỉ cần sắt hành nhỏ ra như thế này. Sau đó nấu phi mỡ cho nó nóng và đổ mỡ vào cái chén hành là được nhá. Mình sắt hành nhỏ xong mình cho vào cái chén. Bây giờ bật bếp lên cho dầu ăn vào cái chảo này. Và nấu cho nó nóng dầu ăn là được. Khi mà dầu ăn nóng thì bạn sẽ đổ vào cái chén hành đó. Đó. Các bạn cho một xíu muối vào cái hành này cho nó đậm đà. Sẽ cho một xíu thôi. Rồi bây giờ dầu ăn đã nóng rồi. Chúng ta sẽ đổ cái dầu ăn này vào cái chén hành này nhé. Đó. Chúng ta sẽ đổ một chén mỡ hành. Đánh đều lên tại vì lúc nãy mình có bỏ muối. Đánh đều lên. Một chén mỡ hành như thế này. Bây giờ thì sẽ trang trí bánh thôi. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ làm nước mắm. Thứ nhất là mình sẽ cho một nửa chén như thế này là nước lọc hoặc là nước ấm để nguội nhé các bạn. Sau đó mình sẽ cho một muỗng canh đường. Đây, một muỗng canh đường. Và các bạn đánh cho nó tan ra nhé. Một muỗng canh đường. Đánh cho nó tan hết lên. Đó. Khi mà đường tan rồi ấy thì các bạn sẽ cho một muỗng canh chanh vào. Chanh ở đây mình dùng loại chanh không hạt này. Cái này nó ít nước hơn nhưng mà cái mùi nó rất là thơm các bạn. Cái mùi chanh này nó rất là thơm. Các bạn chỉ cần vắt ra lấy một chén à một muỗng này là được. Tùy vào các bạn muốn ăn chua hay là ăn ngọt nữa. Tùy vào nước mắm thì mình chỉ lấy một muỗng này thôi. Đó. Trời ơi, mùi thơm quá. Với đều lên. Sau đó mình sẽ giã tỏi cho vào. Thì tỏi mình cũng sẽ sử dụng cái gâm hồi nãy ấy. Mình sẽ làm nhé. Rồi các bạn chỉ cần giã cái tỏi này vào là được. Mình dùng hết nguyên củ luôn cho nó thơm nhé. Cái giã tỏi này thì các bạn phải rửa đi tại vì hồi nãy có xài hành ấy. Thì nó chung cái mùi hành vô cái nước mắm này thì nó sẽ không có ngon lắm. Đây các bạn phải rửa đi nhá. Đó. Và sau đó các bạn cho ớt vào. Ớt thì mình không có băm nhuyễn lắm. Tại vì mình chỉ để sắt lát thôi. Đây, mình không có thích.
cái mùi cay quá. Đó, như vậy. Và sau đó thì mình sẽ cho 1.5 muỗng nước mắm vào nhé. Nước mắm này nó rất là đậm đặc cho nên các bạn không cần phải cho nhiều đâu. Một thìa canh rưỡi nước mắm. Đó. Bây giờ đó các bạn đã có nước mắm để ăn bánh bột lọc rồi. Nó rất là ngon các bạn. Đây. Rồi các bạn, cuối cùng thì bánh cũng đã xong. Và sau khi mà mình lấy ra đĩa thì nó là như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy không? Tôm, thịt và mỡ hành. Rồi cái nước mắm này nó cũng rất là ngon luôn các bạn. Nước mắm có ớt, tỏi băm và nước mắm chua ngọt. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn nghe. Các bạn coi nhé. Mình sẽ lấy miếng nhỏ này. Nó hơi dính. Rất là ngon luôn các bạn. Cái mùi thơm của cái gia vị và cái béo béo dai dai của cái bột và cộng thêm là cay cay của nước chấm nữa, nó rất là tuyệt vời. Mình hy vọng là các bạn sẽ có thời gian để thực hành cái món này nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn yêu thích cái món ăn của mình ấy thì các bạn nhớ like và subscribe để coi thêm nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.